Ừ, theo như ấy như thế nhà thì quay ra mới thì khỏe kiểu như nào nha, không là lệnh lắm hơn. Alo. Cái chí nhỉ? Vâng, em đang chở ghế tới nhà rồi anh ạ. Vâng, vâng, bây bắt đầu đến sân. Vâng, đây là đồ gỗ tùng cám. Xin kính chào các bác nhé. Vâng, hiện tại là 11 giờ của ngày 14/12/2020. Vâng, thì em đang có mặt tại khu 7 xã Hạ Giáp, huyện Phú Ninh. Vâng, để bàn giao cho gia đình nhà bác Đào Văn Chí. Vâng, một bộ ghế tần thì hoàng chất liệu gỗ hương đá đấy. Ở trên này quý vị là đang bắt đầu hạ trên xe xuống. Vâng, ra người gia đình nhà là người rất đông và đang tập trung cùng tôi để hạ bộ ghế xuống. Vâng, bộ ghế hàng VIP, hàng siêu VIP. Vâng, là chất liệu gỗ hương đá nhé, hàng VIP cột liền nhé. Vâng, hàng dày dặn. Đây là toàn cảnh nhà các anh chị em trong gia đình của bác. Đây là nhà bác Lịch nhé. À, xin giới thiệu các bác, đây nhà bác Lịch ở khu 7 xã Hạ Giáp, huyện Phú Ninh. Và lát nữa thì vào trong bên trong tôi sẽ quay chi tiết hơn để cho quý vị xem. Còn tại khu 7 xã Hạ Giáp, nơi đồ gỗ Tùng Cám tôi đã về để bàn giao cho gia đình nhà bác Lịch một bộ ghế tần thì hoàng gồm 6 món và chiếc tổ áo 3 cánh. Và đây là toàn cảnh những tôi đang xe vừa mới đến sân. Và các anh em ở nhà bác Lịch đang đến để giúp chúng tôi và gia đình để đưa bộ ghế vào trong nhà. Rất chỉ là nhộn nhịp nhé. Phòng khách nhà bác đây. Rất chi là đẹp. Đây nhà bác đã chuẩn bị các công đoạn rất là tươm tất để đón bộ ghế mới. Và cái này tí ngồi vẫn được, ghế nó thò ra bính nhiều vẫn được. Đây hàng VIP các bác nhé, để chiếc đoạn dài có kích thước dài là 2m4. Còn được chúng tôi thi công trên nền gỗ hương đá. Còn được chạm trổ là tứ quý. Còn ba chữ của nhà chúng tôi sẽ đục 3 chữ phúc lộc thọ. Côn liền hàng VIP, gỗ chọn lọc đẹp, vân vèo rất đều. Còn ai có nhu cầu những bộ ghế như bác Lịch ở khu 7 xã Trung Giáp huyện Phú Ninh thì xin liên hệ cơ sở điện số 8 nghe nhé. Rất là đẹp. Được. Không có gì có mà gặp đi nó quần hàng cũng quần hàng nó cắn hết quần áo chẳng có gì.